Xin mời cả lớp cùng đọc bài thỉnh chư thiên. Sát ghê ta ca mê a ru quê Y đi si tát tê chén ta lít kê Quý ma nê đi kê Rát thê cha ga mê Ta ru a ga nê Ghê ha quá thâm hi khát tê Hùm ma cha gạm thu đê hoa Cha la ha la vi sa nghệ tất kha gạn tháp ba la ra tích thành ta sam tí kê yam yam mu ni wa ra wa cha nam sa tha wo me su na tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo Ayam Paranta Uttaratana Panama Namo Vassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Vassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Vassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Thi sarane na Bodham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Duttiyami Bodham saranam gacchami Duttiyami Dhammam saranam gacchami Duttiyami Sangham saranam gacchami Tati yam vi bhutam saranam gacchami Vi tham saranam gacchami Tati yam vi sangham saranam gacchami Pancasilani Panatipata Viramani Sikkhapadam samadhiyami Adinnadana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami Kame Sumuccacara Viramani Sikkhapadam Samadhiyami Musavada Viramani Sikkhapadam Samadhiyami Surame Dayamat Chattama Atthana Vairamani Chittikavaram Samadhiyami. Sanaya Janaya Tha Rama Chaloka Kipati Samapati Kanta Chari Adhiwaran Aya Jatha Santiha Sataparaja Chachatika Ese Tuntham Anukam Yiman Pachang Samapari Vinayam chakayam Sutam chabantam Abhidhamma chamam Apo tayanto Chantu sakchadandam Apo thayye Parishayamache Evam sahambati Rahma Pagavanam Ayachatha Tunhi Pave Natam Buddho Karunena Thiva Sayatana Buddhaya Pahena Nigaya Tato Gato Panchavakya Dayo Naye Aman Paye Sithamato Tato Papu Tisamuto Anuna Amma Dehan Maka Vatani Deshe Shi Satanam Atha Sikthakam
te na sa tu hay yo quan te de se tu ma de sa na sa pa yi tha ba ri sa ya anu kham bam be ka ta we nam mô bố tha ya nam mô tham ma ya nam mô sang ca ya Phật thầy học viên lớp vi diệu pháp cơ bản xin đăng niềm thành khẩu ấy thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế đã quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh thì lớp vi pháp xin soạn giảng giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe và sự an vui cùng mọi thầy. Xin cảm ơn sự học pháp nghiêm túc tha thiết kiên trì của các thầy mà ngủ trong room để duy trì lớp học thanh tịnh để học pháp ngày pháp thuốc phiền não mà không bị lợi vào bốn đã nguyện kính hôm nay là ngày thứ nhật 2021 là thứ 113 của lớp vi diệu pháp cơ bản. Lần trước đã học xong lộ đắc đạo, hôm nay là bước sang phần phiền não sát trừ. Các nghi thức trước khi vào lớp học đã xong, kính mời thầy Hoàng Hỷ lên lớp. Xin chúc cho tất cả các học viên có được một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca Phật Ca. Quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học lộ thiền tâm ha, còn đoạn chót tới và chúng ta sẽ xong phần lộ thiền tâm. Và trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tấm tắc. Arahant Sammasambuddha Buddha Thăng Phagavan Thăng Ativa Đề Nị Svát Khá Tô Phagavata Thăm Mô Thăm Măng Namasa Mị Supati Ban Mô Phagavô Sa Vật Cá Săng Tô Săng Nama Mị Sama Sambut Thăm Mát Tu Lăng Sa Săng Ati Vari Pa Sis Sang Ati Tham Mat Sang Ka Hang. Con xin thành kính đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa được trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Ca. Rồi, kính thưa quý vị, cũng dẫn như cũ ha. Đọc Pali trước rồi xa ra đi vào nhà mọi điều boss bài trước ha, mọi tất cả quý vị lên nhà mình đọc và liền đọc ngon đó. Kính chào thầy, xin chào cả lớp. Tất cả xin đọc bài. Mano đọt ba quát tí nào, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đọt rê ná giá lý quý phù tác ma làm ba năng áp ba thằng áp giác chá tí tát đồ ba răng phá hoàng giá chá lá ná má nồ đò ra vách chá ná chá quá xe quá xa nê ta đà ràm áp má ná bà cà ní bá quá tàn tí ta tồ bá răng áp giá bà tồ
A quý phù tề ba nà làm ba nề cha qua nà qua xà nề phá hoàng giá bà tỏa tô qua hồ tí nát thí ta đầm ba núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập đường lối này, tâm quả đang khởi phát. Khi chập phá quanh giá dao động, ý môn hướng tâm và cháo quanh giá, cháo quá na chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quanh giá. Trong trường hợp 1, đối tượng tối có sự chìm biến giá sau khi luồng cháo quá na chấm dứt và không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vứt thí chích tà ní tì nề quá chích tốt bá đá đá xề ghi tà bát thà rê ná bá nét tà xá quý phà quá dê á giá mét thá bá rí tá chá quá ná quà rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của trái quán á phụ. Kính chào thầy Kinh, kính chào cả lớp. Dạ, con xin đọc bài ạ. Appana vi thi chit tap pawatti na yo, tiến trình tâm an chỉ. Cha quá na hòa rề pa na quý phù tà phê đồ đáp thí. Tát thà pa đà la nấp pa đồ chá. Trong tiếng của cha quá na appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Thế ấy, không có tâm quả đắc na cảnh. Tát tha hi nhã sam pa yut ta ka ma wa cha cha wa na nang áp tham nang anh nhã ta as min mu pa cha ra nu lo ma vô ta phù na mê na cha tuk khắp tùng tích khắp tu mê quá wa ya tha ka mang up pa chi tòa ni rút thề ta đã nằm ta ra mê quá giá thà ra hằng chấp tức thằng bành cha mặn và đi xa tí na hát gá ta lô cú ta ra cha nghề xú giá thà tình nhà rẽ quá về ná dành chí cha quá nặng ấp ta nà vì thi mô ta ra tí ta tổ ba rằng ấp ta nà quá xà nề phá hoàng gá ta tổ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha quá ná thuộc giới tri kiến khởi sanh ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị có ít cầm má cận hành upachara thuận thứ anuloma và chuyển tánh vô tra phù, tức sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm cha quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Xin kính tri ân thầy, cảm ơn ông Triều đã có. Dạ xin nhường mic cho việc kế tiếp ạ. Kính chào thầy, xin chào lớp. Tôi cũng xin đọc tiếp đoạn 2. Tất thà sô ma na sa sa ha gat ta wa cha nan na ta rằng pa na pi sô ma na sa sa ha gat ta pa wa pa ti kang ki ta pa u bách kha sa ha gat ta cha wa nan nan ta rằng u bách kha sa ha gat ta wa tất thà pi cú sa la cha quá nàn nàn ta rằng cú sa la cha quá nàn chề quá hết tình mình cha pha lá táo gia má ta gia mắp bề tí kri già cha quá nàn nàn ta rằng kri già cha quá nàn a ra hát tắc pha lằng
chá áp bê tí. Ở đây tức khắc một cháu quá ná ấy, một cháu quá ná áp bá na sát nga định với thọ ý ác sát. Sau một cháu quá ná đồng phát sanh với thọ xã, một cháu quá ná áp bá na liên hợp với thọ xã áp phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu quá ná áp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một cháu quá ná thiện. Và trong trường hợp chứng ngộ Samāpatthi sẽ tạo duyên cho cả cho ba quả thấp hơn khởi pháp. Sau một cháu quá ná hành sẽ có một cháu quá ná hành và quả A La Hán nối tiếp. Một là đầu đầu đó tình giác sukha buddha đò đa sô bách khá cà pa rằng sukita kri giá tô áp thá chá sầm phòn tí phú bách khá cà. Sau tâm điện có ba nhân tí hề thú ca liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã, hai loại, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng bảy ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, tám loại bốn thiền di tác sắc cộng bốn thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xã có sáu loại tâm, một ngũ thiền sắc bốn thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Uthuccha na na sekha năng ca ma punya ti hề tu to ti hề tu ca ma kriya to quý ta ra ga năng appana ayametha mano đò rê quỳ thí chitta bhavati na yo. Đối với hạng phạm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả ác na phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những gì không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Ở phút đầu xong, xin mời dự kế tiếp. Dạ alo alo ạ. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ thầy kinh. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Mano đoà rê quỳ thi cha qua tina yo, tiến trình tâm khởi pháp xuyên qua ý môn. Mano đoà rê ba na ya đi quy phụ ta mà làm ba nàng à bà thầm à gách cha ti ta tổ ba rằng pha hoàng ga cha la na mano đoà ra quách cha na cha wa na wa sa ne ta đà ram ma na pa ka ni ba wa tan ti ta to ba rằng pha hoàng ga pa to a vi phu te ba na lam ba ne cha wa na wa sa ne pha hoàng ga ba to wa ho ti na ti ta đà lam ba no ba đồ ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phá quang gá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quang gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quang gá, sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thi chi tà ni tì nề qua chi tốc bà đà đa sề ri tà quýt thà rề na ba na thề chát tà lì sa quý phà qua ayamet tha ba ri ta cha qua nạ hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tao trong tiến
trình tâm sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm. Ở đây, đây là phương cách diễn tiến của Trá Quán Á Phụ. Dạ, con đã xong ạ. Con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn Đông Triều đã bớt bài. Xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Sang Khai, kính lễ thầy kinh, kính chào cả lớp, xin đọc bài. Để xin hỏi mọi người có nghe rõ không ạ? Appana vi thi cittappa quá ta nà cha quá nà quá quà ná quý quý phù tà quý phù tà bề đồ ná thí tát thà tà làm ba nấp bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của cha quá ná áp ba nà tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Ta tha hi nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra cha na nang at tha nang an nya ta ra min pari kam mup pa cha ra nu lo ma gotra phu na me na chát tu khát tum tích khát tu mề quá hòa giá thà ca măng áp chi tòa ni rù ni rúp ni rù thề ta đa na ta ra mề quá giá tha ra hằng chát tu thầm bàn cha măng hòa chi chấp vì xà tí mahagata lô kutara cha quá nề su yat hà phi nì hà ra quá sề na dần kinh chí cha quá nằng áp ba nà quỳ thi mát mồ ta ra tí ta tổ ba áp ba nà quá xà nề pha hoàng ga bà tổ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm, chuẩn bị, parikamma, cận, upachara, thuận thứ, Anuloma và chuyển tánh Gotrafu, tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạng kính tri ân thầy, kính tiên cả lớp, cảm ơn Đông Triều đã bớt bài, xin nhường mic cho vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá Thầy, và con xin kính lễ thầy kinh, và con xin kính
chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cho Nguyễn và cảm ơn cô Hồng Mai đã cho tín hiệu ạ. Tha sô ma na sa sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng áp ba na pi sô ma na sa sa ha ga ta wa ba ti can khi tấp ba u bách kha sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng u bách kha sa ha ga ta wa tất thà ti cu sa la cha wa na nan ta rằng cu sa la cha wa nan chê wa hết thi mạnh cha phá lát ta giá mắp bề tí quý già cha quá nà nành ta rằng quý già cha quá nàng á ra hát ta phá là lành cha áp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá thọ hỷ, một cha quá ná áp ba nà sắc nà định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một cha quá ná đồng phát sanh với thọ xã, một cha quá ná áp ba na hợp với thọ xã ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quá ná appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một cha quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samapatti sẽ tạo duyên cho qua ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha quá ná hành sẽ có một cha quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đoát tình xá su khá buồn nhằm hà đoà đá sổ khá cà bá rằng su khí tá quý giá tổ át thá chá xăm phòn tí ú bách khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hê tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc, 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện ba nhân liên hợp với thọ xã, 12 loại một ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại 4 thiện duy tác sắc cộng 4 thiện a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xã có 6 loại tâm, một ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng ngũ thiền a la hán. Bút thút cha na sắc a năng a ma bùn nhà tí tu tô tí hệ tu cà ma quý giá tô quý tá ra gà nàng a bá nà a giá mét tha ma đô nô đòa rề quỳ thí chích tắp bá quách tí ná dô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập C khác, tâm quả phát sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm môn. Và con đã đọc bài xong. Cảm ơn em đồng trả bút bài. Và con xin kính tri ân thầy kinh. Con xin nhường bước vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con chào Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Mai, con cảm ơn cô Nhung, cảm ơn bạn Tuấn đã cho con biết tín hiệu ạ. Cảm ơn Đông Triều ạ. Mano Đoà Rê Bí Chít Ta Pa Wát Tí Na Dô, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn.
mano đoà rê bà na giá đi quý phù ta mà làm bà năng à bà thầm à gác cha tí ta tô bà răng ta hoàn gá cha la na mano đoà rà quát cha na cha wà nà wà xà nê ta đà ràm mà na bà kà ni bà wát tàn tí ta tô bà răng bà hoàn gá bà tô A vi phụ tề ba na làm ba nề cha wa na wa sa nề pha hoàn ga pa to wa hồ tí nát thi ta đà làm ba nước pa đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng này, tâm quả đăng ký khởi phát khi cha quan gá dao động, ý môn hướng tâm và cha quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng trá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vị thí chít tà ni tì ni quá chít túc bà đà đá xê rí tà quýt thà rê nắp bá nét thề cá chát tà lì xá quý phà quá dì a giá mét thà bá rít tá trá quá ná hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương tiến của Trá Quá Ná Phụ. Con đã đọc xong ạ. Dạ cảm ơn Đông Triều Đắc Bài. Dạ con cảm ơn thầy. Con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic lại cho lớp ạ. Dạ con Đông Tiểu Thầy Kinh và kính chào cả lớp. Dạ con xin đọc bài. Appana vi thi cittappavattina yo. Tiến trình tâm an chỉ. Appana cawana vare ana vipputa vipputa ve natthi tatha tadda lam banuppa do cha. Trong phương cách diễn tiến của cawana Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký. Na cảnh Tattha hi nhà na sầm ba yut ta ma wa cha ra cha wa na na at thành năng an nya tas min parikham mu pat cha ra nu lo ma vô cha phù na na cha tuất khách tâm tích khách tu mê vá hòa chất thà khá măng ô bách chi tòa nê rút thề tá đá nằm tá rá mê vá tà rá hằng chất tốt thằng tàn chá măng và chấp bì sá tí má hách gá tá lô cút tá rá chá quá nệ su yết thà phi nì hà rá quá xê na dần kinh chí chá quá năng áp ba nà vì thi mô ta ra tí ta tổ ba rằng áp ba nà vá xà nề phá gần hoàn gá ba tổ vá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha quá ná thuộc sụp giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chậm tâm chuẩn bị ba đi khăm mắt cận hành upachara thuận thứ anuloma và chuyển tánh vô chấp phù tức khắc sau khi nhấn chập tâm này chấm dứt trong chập tư hay thứ năm tùy trường hợp bất luận tâm cha quán ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập tiến trình thiền tùy hợp xa sự cố gắng thích ứng. Dạ con đã đọc xong rồi, con kính tri ân thầy. Dạ. Xin mời cúng nha, nếu cô Phúng không đọc thì xin mời thầy Kim giảng bài luôn. Dạ. Xa hơn, xa hơn. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ. Nam Mô Tâm Mà, dạ. Nam Mô Sát Thầy.
Điều boss là cái câu đầu tiên này. Điều boss là cái câu đầu tiên này. Đầu tiên vô. Đúng rồi, phần đọc lần nãy đó, tiến trình tâm qua xuyên quỷ môn. Rồi, cái này là hết phải không? Cái này hết câu không? Mono do re, mono ya di bisu. Mà làm này là cái này hết câu không? Rồi. Bây giờ lấy câu này không? Cái câu từ tính từ mano do re là xuống tới đồ tí từ xa thi. Từ xa thi đọc qua đi nha. Một phần đọc một hơi một. Và nguyện giờ chuẩn bị trước tuần lễ luyện. Không, bánh chè ráng sao luyện như đụng cô này đọc bài dữ lắm, ráng sao luyện. Đào ai đọc 10 điểm, còn đọc nghe coi như là rớt. Cái này chỉ có đậu với rớt thôi chứ. Rồi, một hết, một trường âm, đoạn âm là đầy đủ ha. À, phải nghiên cứu chứ, có phải đọc luyện tuần lễ đó, cho tuần lễ luyện, có một câu này thôi. Một hơi chứ hai hơi thì nói gì nữa, hai hơi thì ai làm cũng được. Một hơi là để luyện cho mình cái sức tập trung thôi, phải tập trung tập nhắm mắt lại và làm một hơi một. Đức hiểu chứ, đức thì thua thôi chứ làm sao vậy. Chưa chắc à, đi thôi tiếng Bali là thôi, tuần sau là thi tiếng Bali là phát nam mà ai mà thua mà thắng đáng vậy đó. Phải không? Là cái gì những copy bài đấy mà hôm nay nó copy lâu đi về có về được thi ha, được đi ha. Thì sao đó, thua xuống Bến Tre mà thua Bến Tre phải đãi Sài Gòn kéo xuống đó, bắt Bến Tre đãi. Giờ Bến Tre đồng ý. Còn mà thua là phải đãi lại Bến Tre. Đó nãy giờ. Bây giờ chuẩn bị lấy cái câu đó luyện tuần sau thi đó. Câu số 1 nãy tiêu bó xin lợi cho ta nghe. Đó, tuần sau thi đọc một hơi một. Làm một hơi một giết. Đúng rồi. Rồi, ok ha. Rồi bây giờ là mình có được cái đề thi ha. Rồi từ sau bây giờ mời ai đó lên đọc tới đâu đọc bài đó trình bày là cái bài đó rồi mình học tiếp nha. Rồi xin mời. Thầy, xin chào các lớp, xin đọc lại bài đã học. Lộ 1, lộ sơ đạo, phàm chuyển tập thánh. 2, lộ nhị tam tứ đạo, tu tiến lên. Lộ đắc sơ đạo, hữu hoàng rúng động dứt dòng kháng ý chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc đạo hai quả đó không có rồi
hữu phần, chấn động, dứt dòng và kháng ý, đó là lộ phản kháng. Đó, bảy cái động lực và trở về hậu kiếp. Người lợi căn thì bỏ bớt, sát na chuẩn bị, sát na tâm có kháng ý, bốn cái dục giới, hợp trí, sơ đạo, hai sơ quả, chặn có hai, từ kháng ý, cái động lực, thứ tâm 15, rồi một kháng ý, bốn đại thiện hợp trí, năm sơ đạo, năm sơ quả, cõi 17, từ bốn khổ, vô tưởng, rồi bốn vô sắc, năm tịnh cư, tam quả. Và 31 trừ 4, 2 lộ đắc, 3 đạo cam, lộ tâm có hữu phần, rúng động dứt dòng, ý chuẩn bị, tận hành thuận thứ, tiến bậc đạo, hai quả và hữu phần, sát na. Không thấy, không có gì. Thôi vậy cho thiếu na. Có 8 chặn, 2 kháng ý động lực, thứ tâm 35, kháng ý, 4 thiện dục giới hợp trí, năm nhị đạo, năm tam đạo, năm tứ đạo, năm nhị quả, tam quả, tứ quả. Người có 7 thấn, trừ sơ đạo, cõi có 26, 31 trừ 4 khổ và vô tưởng. Thì động lực luôn là 7 sắc na. Độn căn thì có sắc na, lợi căn thì bỏ, chuẩn bị thêm một quả, 3 quả. Cảnh các tâm giới hợp trí, chuẩn bị cảnh hành thuận thứ là một trong 3 đặc tướng hữu vi pháp, vô thường khổ vô ngã. Riêng sát na chuyển tộc bậc, lấy bàn làm cảnh nhưng chưa có khả năng sát trừ, kiết sử đảo. Cảnh của các tâm đạo không hề khác nhau, dù có cao thấp khác nhau theo bậc thánh. Xin hết. À, sao thứ giờ mình đi tiếp ha, với phần phiền não sắc, phiền não sắc trừ, bắt đầu mình bước vô cái phần đó. Phiền não sắc trừ, tức là đây nói đắc đạo, đạo quả đắc á, thì não nào sắc trừ ha, thì bây giờ mình sẽ ghi ra xuống dòng sơ đạo đạo quả, sơ đạo gạch ngang cái quả, hai chấm, sơ đạo quả. Thì giờ theo quý vị là phiền sắc trừ trong cái sơ đạo quả là gồm những phiền não nào?
Ai biết không? Sơ đạo quả. Tà kiến nghi tổ thú thân kiến người nhổ ai nào thân kiến và nghi. Rồi, còn ai nữa không? Bên tre đó, tre là em đua rồi. Không ai ý kiến gì vậy? Nguyễn Như đâu? Hồng Mai? Anh kiến mà như vậy. Rồi ha, đây chấm điểm nha, chấm điểm. Đây chỉ có một mình của Dũng thôi nha quý vị. Tà kiến nghi và bốn đường ác đạo là khổ thú. À, ra quý vị ghi và thân kiến và kiến thủ là cũng thiếu rồi. Là sơ đạo quả và trừ được tà kiến nghi phiền não và luôn cả bốn đường ác đạo luôn ha, mình ghi thêm cái gì không? Sơ đạo quả tà kiến nghi cùng bốn đường ác đạo đoạn tận. Tà kiến và nghi cùng bốn đường ác đạo đoạn tận là những phiền não mà đưa đi ác đạo đó, thì tận luôn. Rồi, đúng không? Rồi, ghi lại cho rõ ràng ha. Rồi, nhị đạo quả, hai chấm. Nhị đạo quả, hai chấm. Sao đây, nhị đạo sao đây? Nhị đạo quả thì xét trừ như thế nào đây? Rồi, hà giảm dục và sân, giảm nhẹ dục ái và sân ra rồi xa xa thứ, vậy là nhị đạo quả là giảm dục ái và giảm dục ái và sân, tức là những cái sự mà ham muốn về dục thì giảm bớt, nhẹ bớt lại và sân giảm bớt lại, vì vậy nhị đạo là giảm dục ái và sân. Rồi, đấy là tam đạo quả, hai chấm. Tam đạo quả thì sao? Tam đạo quả. Vô dục ái và sân, đúng là chính xác. Diệt tuyệt. Ghi là diệt tuyệt và sân. Diệt tuyệt dục ái và sân. Rồi, tứ đạo quả. Tứ đạo quả thì sao đây? Tuyệt, diệt tuyệt đối, diệt tuyệt đối, tuyệt trừ cũng được, tuyệt hai mình. Diệt tuyệt, tuyệt đối. Tứ đạo quả. À, vô sanh diệt hết 10 phần não và ai nữa không? Năm thượng phần kiết sử.
Đấy, chắc cái bộ sách các bạn rồi giờ là nếu mà nói là 10 phiền não là đặt đó nha, có năm thôi nha, năm cái sau cùng á, năm cái thượng phần cái sử á. À, như vậy mới là đúng. Còn nó 10 là tại năm cái kia diệt rồi, năm cái kia là diệt từ tới tam đạo, là tam đạo quả đã diệt rồi á. Thì qua tứ đạo là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, đoạn tuyệt. Ái sắc, ái vô sắc. Tôi không tính đó được. Sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, nó diệt cái năm này thôi, còn năm kia nó đâu còn đâu nữa vậy. Năm kia sạch rồi. Ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, đoạn tuyệt. Rồi, đó là về phiền não sắc trừ, tính đi từ sơ đạo cho đi lên tới là tứ đạo tứ quả luôn ha. Thì những cái phiền não nó tuần tự suy diệt lần lần đi, từ tà kiến nghi những phiền não đưa bốn đường đạo là dứt, là lên lần lên nhị đạo nhị quả, thì làm từ chỗ cái những cái ham muốn dục ái mà những cái sự sân hận nó giảm nhẹ xuống. Ví dụ như mình bình thường, người bình thường thì 10, mình đắc sơ đạo thì nó còn đi một mớ nữa, nhưng mà khi mà lên nhị đạo nhị quả thì nó giảm xuống nữa khúc nữa, đến tam đạo tam diệt trừ luôn dục ái và sân. Tức là năm từ năm hạ phần kiết sử, thân kiến hoài nghi với các thủ dục ái và sân tới tam đạo tam quả là diệt trừ luôn. Nhưng mà đến tứ đạo á, tứ đạo tứ quả thì diệt luôn năm cái thượng phần kiết sử, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, diệt luôn. Tức là 10 cái kiết sử phiền não này là chấm dứt hoàn toàn, không còn có trong của bậc a la hán, tức là trong tâm của vị a la hán là hoàn toàn dứt trừ, không còn những cái pháp này nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy cái sự mà chứng đắc đạo quả đây mới được gọi là bậc thánh. Một bậc thánh là phải là một bậc mà đã diệt trừ những cái kiết lậu hoặc những cái mà đem đến cái sự mà đau khổ luân hồi trong thế gian, thì như vậy mới gọi là bậc thánh. Chứ không phải bậc thánh là được phong tước phong này kia do lâu năm rồi phong lên, cái đó không phải là như vậy. Cái đó là pháp đời, còn pháp đạo khác. Đạo thật sự là có một sự chứng đắc đàng hoàng, có một sự diệt trừ rõ ràng thì mới tính được cái đó ha, chứ không có tính theo kiểu mà phong tước này kia ha. Đó là phiền não mà chúng ta cắt trừ. Rồi bây giờ là một câu hỏi ha, đặt câu hỏi ra nha. Rồi, một vị đắc sơ đạo sơ quả thì diệt trừ những loại tâm nào? Hello. Bậc đắc sơ đạo sơ quả là bậc tu đà quan, diệt trừ được những loại tâm nào? Rồi, năm đây là chỉ có cô Nhung là trúng rồi nha quý vị, quý vị cứ thiếu đó nha. Bốn tham hợp tà với lại hoài nghi là tà kiến và nghi mà thì bậc tu đà hoàn trừ được bao nhiêu tâm, thì trừ được bao nhiêu tâm là năm tâm ha. Đúng rồi, bốn nghe chưa, được chưa, nắm được chưa ha. Rồi nhị quả diệt trừ được nhiêu tư đà hàm á? Nhị đạo quả diệt trừ những loại tâm nào? Cũng vậy luôn ha, cũng vậy nhưng mà nó nhẹ, nó giảm xuống, nó giảm bớt ha, cái sức mà cái lực mà của những cái loại tâm nó bị giảm xuống, nó yếu lại, nó không còn lực mạnh nữa. Đó là như vậy. Rồi tam đạo quả thì diệt trừ bao nhiêu loại tâm? Chắc chưa, suy nghĩ kỹ nha.
nghĩ cho kỹ nha, suy nghĩ cho kỹ nha. Cho trả lời, trả lời lại đó, là phần nhân từ chỗ Nguyên Như đó, rồi trả lời lại. Tám năm tham sao này, hỏi từ từ là tám năm tham diệt được không? Sáu tham hai sân, tám năm tham diệt được không? Tám năm tham diệt được hả? Một người được rồi, cái gì kia sao? Đúng rồi, chỉ có bốn thôi, vẫn là bốn tâm tham hợp tà thôi nha, vẫn bốn tâm tham mà thôi. À, chỉ dục cái thôi, bốn tâm tham hợp tà. Ân rồi, diệt được mình. Sơn mấy? Sơn là hai, hai rồi là sáu. Rồi, rồi gì nữa? Si hoài nghi, si phóng vật diệt được hết luôn không? Một hoài nghi thôi, còn phóng vật đúng rồi, sao thế vậy? Như vậy nhiêu? 4, 6, 7, được 7 tâm. Diệt được 7, rồi, đúng rồi ha, chính xác ha. Rồi, bây giờ tới tứ đạo tứ quả. Tứ đạo tứ quả diệt được nhiêu đây? Tứ đạo tứ quả diệt được. Diệt luôn 12 tâm, là 12 tâm bất thiện, xà thử. Rồi, như vậy là sáng tỏ là mình nắm được cái những cái loại tâm nào mà bậc thánh diệt trừ như thế nào cũng rõ ràng. À, nhất là cái phần tam đạo quả đó, cái để ý chút xíu nha, cho chừng là bị lộn cái đó với bậc tứ đạo tứ quả ha. Chỉ cái bậc tứ đạo quả mới diệt hết tham thôi, mới diệt tâm tham thôi. Giờ nắm được ha. Cái gì nắm được chưa? Gì vậy? Si diệt là gì? Si là vô minh á, si pháp vật là với A La Hán mới diệt được nha. Con vật là A La Hán mới diệt được. Hoài nghi là Tu Đà Hoàn diệt rồi, à, đến A La Hán là si phóng vật mới diệt được. Đúng rồi, tức là tứ đạo tứ quả là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng vật, và vô minh mới đoạn tuyệt. Rồi đó, thì Triều muốn gom lại giúp cho nắm được cái pháp kìa. Là chả thiếu trời nó gom lại làm cái bài học luôn ha. Đông Triều còn thành Đông Tiều rồi. Tiều quán Tiều rồi ha. Tiều đã thành quán Tiều rồi. Tiều ra Triều ơi. Bậc sơ đạo tứ quả diệt năm tâm, bốn hợp tà cộng nghi, rồi đúng rồi. Bậc di đạo di quả.
như trên, chính xác, tam đạo tam quả. Rồi, chính xác luôn. Bậc tứ đạo tứ quả. Rồi, à, đó, lại xong xuôi ha. Rồi, quý vị ghi lại nha, copy lại nha. Rồi, bậc phàm phu diệt được như quý vị? Bậc phàm phu diệt được mấy? Phàm phu hữu học được mấy? Đầy đủ vốn bóng liếng, đầy đủ đầy đủ không thiếu không nào. Vậy là giàu quá, phàm phu giàu quá, có đầy đủ không thiếu. Đầy đủ dư vốn làm ăn ngon lành. Rồi, tiếp theo ha, là phân định trí. Phân định trí. Phân định trí. Phân định. Đây, chuyện vali đây, phân định trí. Anh nha, Panasa, Mi, Pitrin, Tinh, Trí Giác. Anh định trí phân định trí không có lộn, sao vị xuống dòng gạch là dòng ha. Vị tri quyền là cái chữ đó, vị tri quyền. Anh nha Panasa Mi Tinh Trí Giá, vị tri quyền hai chấm. Vị tri quyền hai chấm. Trí sơ đạo đang trừ phiền não, phải chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên. Trí sơ đạo đang sát trừ phiền não, phải chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên. Mở ngoặc, biết cái chưa từng biết, đóng ngoặc lại. À, thì được gọi là vị tri quyền. Là trí sơ đạo đang xét từ phiền não, chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên, biết cái chưa từng biết. Một vị ví dụ như mình mà đắc được sơ đạo, cái vô đắc được có trí sơ đạo phát sanh thì mình được gọi là có được một cái trí gọi là vị tri quyền, là một cái sự chứng ngộ xét từ phiền não, chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên ha, biết cái những cái mà từ xưa giờ mình chưa từng biết lần nào ha. Đây là cái biết đầu tiên trong đời thì được gọi là vị tri quyền. Rồi, tới dĩ, dĩ tri quyền, dĩ, dê đê ngã, dĩ tri quyền, anh nhìn trí giác, dĩ tri quyền. Dĩ tri quyền. Trí sát trừ phiền não, từ sơ quả đến A-la-hán đạo. Ở ngoặc, biết cái đã từng biết. Trí sát trừ phiền não từ sơ quả đến A-la-hán đạo. Biết cái đã từng biết. Rồi, tức là cái dĩ tri quyền này là cái trí mà từ sơ quả, mà sát trừ phiền não từ sơ quả ha. À, đi đến A là hán đạo, hán đạo thôi là biết cần biết. Rồi mới xuống là cụ tri quyền, cụ là ông già đó, cụ tri quyền. À, cụ tri quyền, anh nhà tài quyền trí giá, cụ tri quyền.
chứ phải cụ đó, cụ á, cụ á, cụ á. À, cụ thi quyền trí trong a la hán quả biết hoàn toàn, biết đầy đủ trọn vẹn cảnh niết bàn, biết hoàn toàn, biết đầy đủ trọn vẹn cảnh niết bàn. Rồi, tức là cái cụ tri quyền này là một cái loại trí của riêng chỉ có bậc a la hán quả mới có, tức là a la hán là hoàn toàn là chứng ngộ niết bàn mà bị khiếm khuyết ha. Thì như vậy được gọi là thì như vậy phân định trí cho chúng ta biết là có vị tri quyền là trí của bậc sơ đạo đang xác trừ phiền não, tức là đang xác trừ phiền não chứng ngộ niết bàn. Khi mà vừa đang xác trừ phiền não chứng ngộ niết bàn lần đầu tiên thì được gọi là vị tri quyền. Rồi khi mà từ sơ quả trở lại a la hán đạo thì được gọi là dĩ tri quyền, tức là biết cái đã từng biết mà trí mà xác trừ những phiền não đó. Rồi lên cái cụ tri quyền là của bậc a la hán quả là thành tựu hoàn toàn chứng ngộ đầy đủ. Đó là ba cái loại phân định trí được biết được chỉ dạy cho chúng ta là như vậy ha. Rồi xuống dòng đánh cái qua thị đầu dòng. Bốn tâm đạo chỉ sanh một lần một sát na. Phải, bốn tâm đạo chỉ sanh một lần một sát na. Phải. Sanh sao liền kề hai ba quả thuộc cái duyên. Sanh sao liền kề hai hoặc ba quả thuộc vô gián duyên. Rồi, tức là bốn tâm đạo, tức là sơ đạo, dị đạo, tam đạo, tứ đạo đó. Mỗi cái sanh là chỉ có một sát na thôi. Sanh một lần một thôi trong đời. Sanh dùng đắc sơ đạo lần một rồi một sát na thôi. Rồi sau đó sau liên sau đó là hai quả hoặc là ba quả nó tùy theo ha. Thì cái này hai quả ba quả đi sau cái sắc là đạo, đạo quả liên tục vô gián duyên, tức là không có sự ngừng nghỉ ha, tức là liên tục sắc là đạo vừa diệt cái sắc là quả sanh liền, hai cái liên bậc ba cái liên tục liền ha, thì được gọi là vô gián duyên. Ở đây người ta mới có câu nói là đắc đạo quả mà là bất định ngày giờ, tức là không có định ngày giờ, nó đắc liên tục liền đạo quả liền. Nhưng mà đạo là đạo mà quả là quả, là rõ ràng ha. Rồi xuống dòng đánh thêm cái bông nữa. Tâm đạo sát trừ phiền não, phải. Tâm quả hỗ trợ dập phụ cho tắc liệm. Tâm đạo sát trừ phiền não, tâm quả hỗ trợ dập phụ cho tắc liệm. Tức là tâm khi mà người chứng đắc đạo á, thì cái đó là sát trừ phiền não. Nhưng mà khi hai quả hoặc ba quả sanh lên là nhiệm vụ là dập cho tắt luôn, dập cho tắt những cái phiền não luôn. Giống như mà lửa bị thổi tắt rồi mình dập luôn cho nó liêm luôn, nó không còn ngọn lửa nữa. Thì tâm đạo là sát trừ. Nhưng mà tâm quả sanh lên để nó hỗ trợ, nó giống như nó tạt nước vô cho nó tắt luôn cái những cái phiền não không còn cơ hội phát sanh. Thì đó là cái lý do đạo và quả phát sanh, đó là ý nghĩa nó là như vậy. Rồi nắm được quý vị không? Tiếp theo là sự tương quan giữa các quyền và tam tướng. Sự tương quan giữa các quyền và tam tướng. Sự tương quan giữa các quyền và tam tướng. Rồi xuống dòng, gạch lại dòng. Tính quyền mạnh, hai chấm.
quyền mạnh. Quán vô thường tướng, quán vô thường tướng, đắc sơ đạo, gọi là bậc tùy tính hành. Phải, quán vô thường tướng, đắc sơ đạo, gọi là bậc tùy tính hành. Phải. Từ sơ quả đến A-la-hán quả, gọi là bậc tính giải, tính giải. Từ sơ quả đến A-la-hán quả, gọi là bậc tính giải. Rồi, xuống dòng, gạch lại dòng cái. Định quyền mạnh, hai chấm. Định quyền mạnh. Quán khổ tướng, quán khổ tướng, đắc tứ đạo và tứ quả, gọi là bậc thân chứng. Quán khổ tướng, đắc tứ đạo và tứ quả, gọi là bậc thân chứng. Cái này là cái nhắc bây giờ ha, cái chữ mà ví dụ như vô thường tướng thì mình viết chữ bự lên, quán khổ tướng mình viết chữ bự lên, tại vì cái đó là đối tượng của cái quyền. Thí dụ như tính quyền thì người ta quán vô thường tướng, còn định quyền quán khổ tướng. Rồi xuống dòng, tuệ quyền mạnh, hai chấm. Tuệ quyền mạnh, quán vô ngã tướng, quán vô ngã tướng, đắc sơ đạo, quán vô ngã tướng, đắc sơ đạo, gọi là tùy pháp hành. Phải, đắc sơ đạo gọi là tùy pháp hành. Phải. Đắc bảy đạo cao tiếp, gọi là bậc kiến đắc. Đắc bảy đạo cao tiếp, gọi là bậc kiến đắc. Rồi, đó là ba cái quyền, nó tính quyền, định quyền và tội quyền. Thì trong ba cái quyền này, nếu mà người mà nặng về niềm tin, tức là có cái tính quyền mạnh, người có tính mạnh thì người ta chỉ quán được vô thường tướng, lấy đối tượng là vô thường tướng. Sơ đạo, nếu mà đắc được sơ đạo thì gọi là bậc tùy tính hành, từ sơ quả gọi là bậc tính giải. Thì như vậy, chúng ta thấy một người tính quyền mạnh thì chỉ lấy được vô thường tướng thôi, bởi vì theo chúng ta nghĩ là vô thường tướng nó thô hơn là quán khổ tướng, khó hơn, vô ngã tướng càng khó hơn nữa, càng vi tế hơn. Thì cái đối tượng càng vi tế thì cần phải có cái tuệ mạnh. Ví dụ quán ngã rất là khó, phải dùng phải người có cái tuệ, trí tuệ mạnh, phải có tuệ quyền mạnh mới quán được vô ngã. Còn người có niềm tin, thường thường người niềm tin thì trí tuệ nó yếu. Ngay cả bình thường mình nghe người mà nặng niềm tin thì người ta ít có chịu suy nghĩ sâu xa. Mình niềm tin nhiều mạnh đó, là chính vì cái tính quyền mạnh thì thường quán về vô thường, nó dễ nhìn thấy hơn, sanh diệt vô thường dễ thấy. Nhưng mà người có định quyền mạnh thì nó cao hơn chút, thì người ta quán về cái khổ tướng, cái sự khổ của cái pháp hữu vi. Người định quyền là cái sự mà tập trung tư tưởng, cái sức định mạnh có thể nhìn thấy được vấn đề về quán khổ. Nhưng mà bậc tuệ quyền thì chỉ có tuệ người nào tuệ quyền mạnh mới lấy đề mục là quán vô ngã tướng, mới thấy được, mới chứng đắc được. Như vậy cái sự tương quan giữa cái tam quyền nó có một cái vấn đề là do cái đối tượng ảnh hưởng tới ha. Thì người tính quyền thì chỉ nắm bắt được vô thường, quán khổ tướng là quán cái sự khổ của cái pháp hữu vi,
phát huy như là tâm là khổ như thế nào, thân khổ như thế nào, mà người ta thấy một cách vi tế, chứ không phải thấy thô như mình thấy, kiểu mình là mình thấy theo tục đế, không mình thấy theo tục đế à, thì định quyền mạnh được mới thấy được đó, quán được khổ tướng, đắc tứ đạo tứ quả luôn. Nếu mà đắc tứ đạo tứ quả mà làm thì được gọi là bậc thân chứng ha. Còn nếu mà người tuệ mạnh thì ta quán được vô ngã, tức là quán các pháp này, hữu vi này đó, nó là do nhân vô duyên phối hợp tạo thành. Do cái sự kết nối này kia nọ để mà thành tựu được, là dùng cái này trí tuệ mà quán được tâm tâm sở, rồi những cái sắc pháp này kia phát sanh như thế nào, họ thấy được một cách gọi là tinh vi hơn, thì được gọi là người có tự quyền mạnh. Nó khó lắm, quán vô ngã thì mình nói vô ngã chứ dễ gì quý vị. Nói chơi vui thôi. Quyền niệm là tánh không, cái lễ vô ngã chuyện nó giống như chuyện diễn chơi. Thật thế, dữ dằn lắm mới có được cái nhìn về cái vô ngã. Khó lắm, tại vì mình phải thấy cái pháp chân thực đế, thực tế đó, cái pháp mà thực tính pháp đó, chân đế pháp đó. Chẳng hạn như một cái tâm nó sanh lên, mình thấy được cái sự vô ngã ngay trong cái tâm đó, cái diễn tiến của cái tâm đó như thế nào, sự phối hợp tương quan như thế nào trong đó, thấy rõ ràng một cách mục kích một là chi ly được, thì mới gọi là quán vô ngã tướng, nó thấy không có cái ngã gì trong đó chứ. Thì cái đó đâu phải dễ. Thành ra những người không biết, những người mà ta tưởng tượng tưởng voi này, thì tự nhiên mình phải biết thôi, chứ mình có người mình họp cái nào thì mình vô đó à. Vô người mình nặng niềm tin đó, mình biết mình thuộc về dạng nào liền. Người mình có trí tuệ mạnh hay suy xét hay phân tích cái này kia hết à, thì khi mình tu tập thời gian mình sẽ thấy được tự cái giống như cái trí tuệ của mình, nó sẽ thấy được mình thuộc loại nào à, nhờ pháp học mình học mình biết được. Còn nếu mà mình không có đủ sức thì phải có bậc thầy à, thì hồi xưa Đức Phật thấy được cái tâm của mỗi chúng sanh, nó thấy được người này thiên về nào, thiên về nào, nặng về niềm tin thì sẽ chỉ cho cái pháp nào tu tập, còn người nào nặng về là thiền định, định nhiều thì chỉ cho pháp nào, tuệ nhiều thì chỉ pháp nào. Thì mỗi một người có một cái đối tượng khác nhau hết, ngay cả trong tu tập về thiền chỉ, mỗi người cũng có cái khác nhau hết. Người nặng về tham khác, người nặng về sân khác, người nặng về si khác, người nặng về tầm, người là tánh nữa, tính giác, thì mỗi người có đối tượng khác nhau hết. Nhưng mà người phạm mình khó mà nhận ra vấn đề đó à, khi mình chỉ có, nếu mà mình bậc trí, mình là người phạm nhưng mà có trí tuệ khá sâu sắc à, thì khi mình hành thời gian mình sẽ nhận ra được vấn đề, mình sẽ thấy được à, cho nên đó là cái vấn đề mà trăn trở, là nhiều khi mình tu trật chứ, tu trật đối tượng khó thành tựu được này à, giống như giờ mình là mình đã từng là một người tu tập về thiền quán trong nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, không mình có tu tập thường xuyên về thiền quán đi à, giờ kiếp này mình quên, mình cứ tu tập thiền chỉ hoài thì múc đời cà na luôn. Biết chừng nào đắc được à, cho nên nó là vấn đề khó cái chỗ đó à, còn người mà tu tập thiền chỉ quen mà giờ kiếp này bắt đi hành tới niệm xứ rồi thôi à, đời lục quân luôn, giống như làm từ đầu đó. À, là nó khó cho loại này khó cho nó đó, là bậc cái vị mà hướng dẫn đạo sư của mình đó là quan trọng ghê lắm à, còn không là mình pháp học mình phải vững chắc, mình mới thấy được, nhờ cái pháp học mình hiểu được thì mình vô mình thấy à, mình phát sanh những cái loại gì, mình sẽ nhận ra được mình thuộc loại nào, rồi từ đó mình mới đi theo à, chứ không phải dễ đâu. Khó lắm, tu học nó khó, rất là khó. Rồi, tới phần sự trở lại của bậc thánh sơ quả. Sự trở lại của bậc thánh sơ quả. Rồi đây nói riêng về bậc thánh sơ quả ha. Rồi, xin chào. Tuệ quyền mạnh. Hai chấm. Một lần cõi dục.
gọi là nhất sanh dự lưu. Một lần khỏi dục gọi là nhất sanh dự lưu. Rồi, xuống dòng. Tuệ, định, ngang nhau, hai chấm. Tuệ, định, ngang nhau. Hai đến sáu lần. Hai đến sáu. Dự lưu. Hai đến sáu. Hai đến sáu lần có dụng đó. Đây là lục sanh dự lưu. Rồi, sẽ vào tuệ quyền yếu 7 lần. Đây là thất sanh dự lưu. Thất sanh dự lưu. Thất sanh dự lưu. Rồi, như vậy sự trở lại của Bậc Thánh Sơ Quả là quyết định ở cái tuệ. À, cái tuệ, nếu mà tuệ quyền mà mạnh đó, thì người này chỉ trả lời một lần có dục thôi, thì họ sẽ nhập tiếp đắc tuần tự lên những pháp cao luôn, rồi A-la-hán luôn. Còn nếu mà tuệ quyền với định quyền mà nó ngang ngang nhau thì có thể từ 2 cho đến 6 lần thì tôi gọi là lục sanh dục. Còn nếu mà tuệ quyền yếu đó, thì phải 7 lần lận, phải sanh đi sanh lại 7 lần thất sanh dữ luôn. Thì đó là sự trở lại của Bậc Thánh Sơ Quả. Rồi, học tiếp một cái nữa ha. Hay là ngưng tới đây được rồi. Thì nó cái là phần nguyện thì nó khác nữa. Rồi, em xíu ra còn giờ ha. Rồi, lộ phản kháng đạo. Lộ phản kháng đạo. Mình qua học phần lộ phản kháng đạo. Lộ mà phản kháng lại cái đạo quả mình chứng đắc ha. Sử dụng mình ghi ha. Tiếp theo tâm lộ đắc đạo. Tiếp theo tâm lộ đắc đạo. Là hộ kiếp sanh khởi. Hộ kiếp sanh khởi. Rồi một lộ ý môn khởi lên. Rồi một lộ ý môn khởi lên. Có phận sự xem xét, phản kháng, lại lộ đắc đạo. Rồi một lộ ý môn khởi lên. Có phận sự xem xét, phản kháng, lại lộ đắc đạo. Gọi là tâm lộ phản kháng đạo. Gọi là tâm lộ phản kháng đạo. Đấy, chữ Bali đó. Đó là tâm lộ phản kháng đạo. Bắt trong quét khá mắt ra chích ta quỳ thí. Tâm lộ phản kháng đạo. Cho quét khá ná mắt ná chích tá quỳ thí tâm lộ phản kháng đạo ha. Thấy chưa? Rồi.
Rồi khi mà một người mà đắc đạo á, tức là lộ lộ tâm đắc đạo xong á, cái bắt đầu mới hộ kiếp xong rồi bắt đầu mới hộ kiếp rung động vào vân vân xong rồi khởi lên cái ý môn sanh khởi, cái lộ ý môn sanh khởi, một loạt lộ tâm phản kháng đạo bắt đầu phát sanh thì được gọi là lộ tâm phản kháng đạo. Hôm nay quý vị học rồi không biết không? Rồi xuống dòng đồ dòng cái hoặc là cái bông đồ dòng cũng được. Bốn tâm thiện dục giới hợp trí, bốn tâm thiện dục giới hợp trí, làm phận sự động lực, phản kháng trong ba lộ sơ nhị tam đạo. Bốn tâm thiện dục giới hợp trí, làm phận sự động lực, phản kháng trong ba lộ sơ nhị tam đạo. Sơ nhị tam đạo là quả luôn đó nha, tôi là ý là muốn nói sơ nhị tam đạo quả, đắc đạo đắc cái tam đạo quả luôn đó. Rồi theo quý vị, tại sao là bốn tâm thiện dục giới hợp trí mà làm phận sự phản kháng trong cái ba lộ này sơ nhị tam? Tại sao à, lộ tại sao không không có tứ đạo, sơ nhị tam mà không có tứ? Tại sao không có tứ đạo quả? Rồi đúng rồi ha, thì như vậy là bốn cái tâm thiện dụng cái hợp trí làm phận sự phản kháng, quán xét lại trong chỉ có trong ba lộ đầu, ba cái tâm sơ đạo nhị đạo tam đạo thôi. Bởi vì đắc sơ đạo nhị đạo tam đạo thì cũng trở lại bình thường, thì lúc đó phản kháng là phải tâm thiện dục với hợp trí. Rồi xuống dòng bốn tâm di tác dục giới hợp trí làm phận sự phản kháng cho tứ đạo, bốn tâm di tác dục giới hợp trí làm phận sự phản kháng cho tứ đạo quả. Nghe đây nghe rõ ha. Rồi, tức là hai cái vấn đề này quý vị nắm được không? Tức là với cái lộ tâm mà đắc được sơ đạo, vị đạo, tam đạo, sơ quả, vị quả, tam quả đó, thì khi mà xong cái đó, là xong cái lộ tâm đó, nó trở về cái lộ tâm bình thường, tức là để phản kháng lại, quán xét lại cái quá trình mà đắc đạo, thì lúc đó là đối với ba nhị tam tứ ê sơ nhị tam thì chỉ có dùng được bốn cái tâm thiện dục với hợp trí thôi. Bởi vì những vị đó khi mà trở lại cái lời sẽ đắc xong rồi thì cũng trở lại đời sống bình thường, đời bình dịch, thì họ dùng được bốn cái tâm thiện dục với hợp trí để quán xét. Nhưng mà đối với bậc a la hán là bậc tứ đạo quả đó, thì đắc được tứ đạo quả xong thì những cái tâm dục giới là chấm dứt, chỉ còn có tâm di tác thôi. Những cái tâm mà thiện hay là thuộc về dục giới thì là không còn nữa, thì lúc đó mình sử dụng bằng bốn tâm di tác tâm của bậc a la hán. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải biết là lúc mà phản kháng đạo thì những bậc nào dùng loại tâm nào không. Rồi sử dụng đánh một cái bông nữa, đánh một cái bông nữa. Động tốc ly trí cũng có thể làm phận sự này nếu có được sự tu tiến thuần thục. Động tốc ly trí cũng có thể làm phận sự này nếu có được sự tu tiến thuần thục. Đây là ý kiến của một số chú giải, người ta cho là như vậy ha. Mình cũng ghi nhận vậy ha. Mình ghi nhận là ta nói là cho có thể là do cái sự mà tu tiến thuần thục là phản kháng thuần thục quen đó, thì ta khi mà ta phản kháng lại ta có thể dùng cái động lực ly trí. Nhưng mà theo tôi thì thấy vấn đề này cũng hơi có một cái
chút xíu về vấn đề, chút xíu hỏi lý trí làm sao thấy được quả quả nếp bàn ha. Nhưng mà đây là mình cứ ghi nhận, thì trong trong chú giải nó cho mình biết rồi, mình cứ ghi nhận ha. Rồi lộ tâm, hai chấm, mình ghi sơ lộ tâm ra, lộ tâm. Hồ kiếp, rung động, dứt dòng, kháng ý môn, bảy sát na động lực. Hồ kiếp. Hồ kiếp, rung động, dứt dòng, kháng ý môn, bảy sát na động lực, bảy động tốc. Rồi hồ kiếp trở lại. Rồi thì đó cái lộ tâm đi diễn tiến cũng vậy ha, cái vô rồi bảy cái động lực này tùy theo à, họ thiện nhiều thiện dùng với hợp trí hoặc là di tác dùng với hợp trí à, tùy theo cái này ha. Rồi giờ phản kháng lộ đạo có đắc, phản kháng lộ đạo có năm cách. Bây giờ nói tới sự phản kháng về cái vấn đề này nó có năm cái cách. Phản kháng có năm cách. Rồi đây năm cách đó. Rồi quý vị tách nó xuống, đều tách xuống từng cái. Đó là phản kháng đạo vừa chứng đắc là cái thứ nhất. Cái thứ nhì, phản kháng quả vừa đạt thành. Cái thứ ba, phản kháng niết bàn được chứng ngộ. Cái thứ tư, phản kháng phiền não đã xác trừ. Không có ba liên cái này, giờ không, không tìm thấy, không có thấy ba liên. Số 5, phản kháng phiền não còn dư sót. Thì như vậy, phản kháng là lộ đạo, người ta cho mình biết là có 5 cách. 1, 2, 3, 4, 5, ha, 5 cái cách như vậy, được trình bày như vậy. Đi kịp chưa? Rồi, xuống dòng, tâm đảm nhận trong năm cách phản kháng, tâm đảm nhận trong năm cách phản kháng, hai chấm, tâm đảm nhận trong năm cách phản kháng. Xuống dòng, gặp lại dòng, ba cách đầu. Hai chấm, ba cách đầu, hai chấm. Do tâm động lực có trí đảm nhận, do tâm động lực có trí đảm nhận, mở ngoặc thiện di tác, mở ngoặc lại. Dòng cách thứ tư và cách số 4. Hai chấm. Do bậc tứ đạo quả đảm nhận cùng với ba đạo quả trước. Do bậc tứ đạo quả đảm nhận cùng với ba đạo quả trước. Cầm. Chỉ có ba đạo quả trừ tứ đạo quả vì phiền não còn dư sót. Chỉ có ba đạo quả trừ tứ đạo quả vì phiền não còn dư sót. Rồi là nói về cái này ha quý vị, để ý ha. Là cách đầu là phản kháng đạo vừa chứng đắc, phản kháng quả vừa đạt thành, phản kháng niết bàn được chứng ngộ. Thì ba cái vấn đề này đó là phản kháng đạo quả niết bàn đó, thì do tâm động lực có trí đảm nhận. Thì động lực có trí này là thiện. Tại sao phải là thiện? Tại sao là thiện và di tác luôn? Hai cái luôn, nhà cho quý vị thì tại sao?
Bậc Tu La Quần có chứng đắc không? Có phản kháng được chứng đắc không? Tư La Quần, Tư La Hàm, A Na Hàm có luôn ha. Rồi bậc Tứ Đạo cũng có luôn, đúng không? Tứ Đạo cũng có luôn, rồi đây thiện cũng có, mà Di Tác cũng có. À, là có hết đó. Thì ba cái đầu 1, 2, 3 là có cả đầy đủ, dùng sử dụng thiện phản kháng hoặc là Di Tác phản kháng là đầy đủ ha. Tức là 1, 2, 3 nắm được chưa quý vị, nắm được chưa? Rồi ha. Rồi cách thứ tư được cho mình biết là bậc Tứ Đạo Quả đảm nhận cùng với ba đạo quả trước. Thứ tư là phản kháng phiền não đã sát trừ. À, tức là cả luôn Tứ Đạo và ba đạo quả trước cũng có làm phần sự này được, cũng phản kháng lại cái phiền não đã sát trừ được. À, là cả bốn luôn phản kháng được những cái phiền não, ví dụ như sơ đạo thì phản kháng lại những cái phiền não mình sát trừ, nhị đạo cũng được, tam đạo cũng được, bây giờ Tứ Đạo thì đương nhiên là phải được luôn. Thì bậc cách thứ tư do bậc Tứ Đạo đảm nhận cùng với ba đạo quả trước luôn, quán được luôn cả, phản kháng được cả tới thứ tư luôn. Riêng cách thứ năm chỉ có ba đạo quả đầu thôi, trừ Tứ Đạo ra, vì ở đây ta nói là phản kháng phiền não còn dư sót. À, nó còn dư sót cho nên đối với bậc Thánh Tứ Đạo mà không còn phiền não dư sót. Thành ra cách thứ năm này chỉ có bốn cách trên thôi. À, cách năm này chỉ có bốn cách trên thôi. Rồi như vậy thì mình ghi cuối cùng là vị Thánh Tứ Đạo không còn phiền não dư sót nên không có cách thứ năm. Nên không có cách thứ năm. Chỉ có bốn cách phản kháng. Chỉ có bốn cách phản kháng. Vị Thánh Tứ Đạo không còn phiền não dư sót nên không có cách thứ năm. Chỉ có bốn cách phản kháng. Được chưa? Rồi, quý vị hiểu không? Hiểu được cái ý này ha. Hiểu được cái phản kháng này. Hiểu ha. Dễ ạc ha, có gì ha. Hiểu được. Rồi, xuống dòng. Tuệ phản kháng có 10. Tuệ phản kháng có 19 thứ. Này chấm xuống dòng. Ba lộ đạo của Thánh, ba lộ đạo của vị Thánh Hữu Học. Ba lộ đạo của vị Thánh Hữu Học. Nhân cho 5. Này là 5 cái phiền não, phản kháng phiền não đó. Ba lộ đạo của vị Thánh Hữu Học. Nhân cho 5 bằng 15 tuệ phản kháng. Lộ đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo của Thánh Hữu Học. Nhân cho 5 cái phản kháng đó, 5 cái tuệ phản kháng đó. Thì có được là 15. Rồi, à. Riêng lộ Tứ Đạo có 4 tuệ phản kháng. Riêng lộ Tứ Đạo có 4 tuệ phản kháng. Rồi cái thứ năm không có tính, Tứ Đạo không có cái thứ năm. Đúng không? Nãy mình học rồi mình thấy không? Mà Tứ Đạo thì không có cái phản kháng phiền não gì sót. Nên là chỉ còn có 4 cái phản kháng thôi. Thì riêng lộ Tứ Đạo có 4. Đúng rồi, rồi. Xuống dòng tổng. Tổng thì 15 cộng 4 bằng 19 lộ. Thì như vậy lộ phản kháng đạo này thì có tất cả là 19 lộ tâm ha. Có 19 lộ tâm. Rồi, như vậy là chúng ta đã học xong cái phần là phản kháng về đạo quả. Xong luôn cái phần đó luôn ha. Thì như vậy là hoàn tất cái buổi học hôm nay. Tuần sau mình học về lộ thiền cơ và lộ hiện thông. À, tuần sau lộ thiền cơ và lộ hiện thông. Nhắc ra tuần sau lộ thiền cơ và lộ hiện thông. Rồi, ok. Hôm nay quý vị nắm được hết không? Nắm bài được hết không quý vị? Cho biết đi.
nắm được ha, ý nghĩa là nắm được cũng dễ chứ có gì khó ha. Lớp nó siêu sao sao đủ sao hết lắm. Rồi do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thấy. Bao tu sập ba măng gà lăng ra khăn tu sập ba đê và ta sập ba bút tha lu pha quê na sa la sập thi pha quanh tu tê. Bao tu sập ba măng gà lăng ra khăn tu sập ba đê và ta sập ba thấm ma lu pha quê na sa la sập thi pha quanh tu tê. Bao tu sập ba măng gà lăng ra khăn tu sập ba đê và ta sập ba sang kha lu pha quê na sa la sập thi pha quanh tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thịnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, xin mời MC lên hồi hướng. Xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng sau khi nghe pháp. Già đề quá ta sam ti quý hà ra hoa di đề thu đề ca đề bồ thi ca đề ta đề ta đề ta tham ma ta đề ha hoàn tu bồ chi ta sắp tiền cả loài đệ ta vi hà lam ma ta đề ra cha mắt bạc cha nói cả cha đi khá vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na phu ta su ki ta pa wan tu te cha là phú cha dễ biết cha an đã sầm bao la sanh sề đã cha ta an tha vô pa pa ti cha ni ya ni cang tham ma wa rang pa ti cha te sanh về đi túc ca sa ca lo tu san kha yang a tu chi rang sa pa tham ho tham ma wa ra cha phú cha san hồ hồ tu sa ma hồ quá a tha ya cha di ta cần ya cha tham hề rắc tha tu sa tha mồ sa đắc về bi tham ma cha ri nô u thịnh sa ba u ni ya ma tham ma ni ya ba về đi về dòng kinh chi của sa tham ma cát tát bằng thủy ri dạng mơ mơ ca diệt quả cha manasa di ra sê su ra tăng ca tăng ye sa ta san ni no a ti ye ca sa ta na san ni no ca tăng quân quân nhà pha lăng mây hằng sắp về pha lùi pha hoàng tu tệ ye tăng ca tăng su vi di tăng đến nàng quân nhà pha lăng Maya ye cha tat tha na cha na te se wa gan to ni we da yum cha pe lo kan hi ye sa ta ji wan ta ha na ya he tu ka an lo nya bo cha na sa pe na pan tu ma ma ye da sa te ni da wa ta me la na a sa va kha ya wa va o tu a a ga te i da nam ro nya ti ya ho tu chu ki ta ho tu nya ba yo ti ya ro nya ti ya ho tu chu ki ta ho tu nya ba yo ti ya ro nya ti ya ho tu chu ki ta ho tu nya ba yo sa ro sa ro sa ro.